Bây giờ thì Hữu Thiện xin mời cả nhà cùng vô Thiện đi nhà thuốc ở Mexico nha. Nếu như mà mình ở Mỹ thì mình mua thuốc đều rất là khó. Mua thuốc là phải có to của bác sĩ thì mình mới mua thuốc được. Còn ở bên đây thì mua thuốc dễ lắm. Chỉ cần nói cái tên hiệu thuốc mình xài thì họ sẽ bán cho mình một cái thuốc tương tự y chang vậy luôn. Cho nên là mình thấy là một số người Mỹ thì họ cũng đi du lịch sang Mexico và họ kết hợp với việc đó là mua thuốc như thế này để họ về họ dùng. Bởi vì ở Mỹ thì mua thuốc phải có to có bác sĩ rồi thì mới lấy thuốc được. Còn bên đây thì mình mua thuốc nó dễ hơn. Chỉ cần ở đây chỉ cần biết tên thuốc mà mình mua về mình uống thôi. Thuốc này rất là tốt. Quá tốt luôn. Tại vì mình đi ngày hôm nay có cô y tá nữa, cho nên cô y tá rất là rành về thuốc luôn, chia sẻ cho mình biết. Và gặp y tá Việt, gặp y tá người Mexico điều dưỡng mang thuốc chứ. Thì như cô y tá chia sẻ the rest 9 pesos. Okay. Yeah. Thank you. Nói như em ấy chia sẻ là ngứa gì, gì nè em? Our medic is Mexican. Ngứa cả. Say the tequila. Và ở đây thì họ có thể, mình có thể trả tiền peso. No, please cash. Please cash. Mình có thể trả tiền đô hoặc là peso. Đô la is okay. Đô la is okay. Đó, đô la. Đó, thì mình trả tiền đô hoặc là tiền peso. Thì họ chỉ thích tiền mặt thôi, tiền thẻ họ không có thích. Mình có hỏi họ có xài thẻ hoặc thẻ hay không thì họ nói xài tiền mặt thôi.
55, 57. Bao nhiêu rồi? I think it's around 57, right? Yeah. Là 23 đồng. Okay. Is it set the tequila? The tequila and 6 pieces, okay? 6 pieces. Okay. You buy? My mom, she's thinking. Should I not? Give me 300. It's a good price. No, not too much. We have money with her. She think about it. All right. Mira. Daddy, let's the cost 250. 250? 25. Let's the cost. 215. No! I will shop around. Who knows? 230. 230 is... 230. Đó, mình thấy họ buôn bán như cũng giống như là người nước ngoài đi tới chợ Bến Thành vậy. Ok. Họ dùng cái máy tính họ chợ. You got it, $15. It's almost free. $15, $15. $15 Mỹ. It's almost free. Chốt giá. Mình thấy trả giá rất là sôi nổi luôn, giống như là đi chợ Bến Thành vậy. Mọi người ở đây có cái máy tính rồi họ bấm, họ chuyển từ đồng peso sang đô la để cho khách họ biết. Nhìn thấy giống như là khách du lịch sang chợ Bến Thành họ mua vậy đó cả nhà. Cũng rất là thú vị luôn. Mình cũng cảm thấy rất là thú vị khi mà đi mua đồ trả giá ở bên đây.